Vâng, chủ nhật này cũng như bao chủ nhật khác, chợ đồ cổ Kinh Môn lại tiếp tục giao lưu mua bán đồ cũ, đồ cổ vào sáng chủ nhật hàng tuần. Vâng, chợ đồ cổ Kinh Môn này là kết hợp với lại cây cảnh bonsai mini tổ chức vào sáng chủ nhật hàng tuần. Vâng, chào tất cả anh em nhé, chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ là lại đến giờ Hà Phong phát trực tiếp trên fanpage đồ cổ Hà Phong. Mai hóa long này, đây là mai hóa long ngay nhá. Đấy, cái này nó dị, cái này là hai mai hóa long, hai nữa là nó nối vẽ theo nối mai treo 14 sen ạ, hai cái được 14 sen. Đồ thì rất già, đôi này đôi rất đẹp, đôi rất đẹp các anh nhỉ, chạm nó tái như này, đồ già các anh nhá, các anh nhìn chôn là biết rồi này, đấy, nhiều con đĩa mai nó chỉ rơi vào đồ cuối 19 nhá, con này theo Hà Phong nó đồ gần giữa 19 rồi, đấy, vì cái chạm nó đã tái và cái men này nó đã khô hết, nó không còn cái rớt men nữa. Em chào bác Minh Các nhá. Đấy, con này đặc biệt tôi lại long hóa này các anh này. Đấy, long hóa, cái gốc mai nó hóa thành con long. Đường kính 14. Một đôi zin con nê. Vẽ giống nhau mà một đôi zin con nê cùng hiệu Hòa Chôn luôn, 4 chữ. Đồ như nhau cùng một chủ nhà. Vâng, em chào anh Minh Hoàng ạ. Cái này thì nó có một tí vảy me này. Vảy me và hai đường tóc. Đấy, một đường này em chào bác Tiến Nguyễn nhá, một đường này là tầm khoảng hơn 2 sen. Đi vào một đường tóc trắng này 2 sen. Đi vào có một tí vảy me này bằng đầu hạt gạo, tí vảy me này cũng bằng đầu hạt gạo, hai tí vảy me và hai tóc. Thế còn cái này thì cầm thôi. Và cũng có một tí vảy me đầu hạt gạo này và có một đường tóc này nó rơi vào khoảng 1 sen thôi. Con này thì tình trạng tốt hơn. Đấy. Đôi này cũng cao tiền các anh ạ. Đôi này là đi em đi cho các anh là đôi này là bao ship là 5 triệu ạ. 5 triệu cho các anh nhá. Tính ra con có 2 triệu rưỡi một chiếc thôi mà một đôi con nê này rất là hiếm các anh, đồ già. Con nê là nó con nê cả về chôn nhá, chôn cốt này. Con nê kể cả về đồ này. Đấy, khi và lối vẽ khi anh em mình chơi một đôi con nê nó rất thích vì nó không bị lệch chàm, không bị lệch men, không bị lệch chôn. Đấy thì khi mình chơi trong tủ là mình chơi đôi ấy, mình chơi những đôi con nê này thì nó tuyệt vời. Đấy, chào bác Phi Hùng nhé. Đây hôm nay có mấy món đồ ta đây, mấy món đồ ta bác Phi Hùng nhá, quay sang nhá. Đấy, chỉ có 5 triệu đôi này thôi, theo Hà Phong là rẻ lắm. Bây giờ một cái đĩa tam phượng diệu thọ lành giờ cũng đã 5 triệu rưỡi 6 triệu rồi. Thì mình chơi một đôi mai cài thọ này mà đôi này nó vẽ theo hóa long, cái gốc mai già nó vẽ theo con long này mà đôi con nê này có 5 triệu bạc thì Phong nghĩ là chỉ có đồ cổ của thời gian này mới có thôi. Chứ đôi này mà thời gian trước thì chắc nó phải nó phải đắt hơn. Đấy các anh nhá. Đây. Bác Hùng này, đấy hôm nay bác này bác có mấy món đồ ta, bác Hùng xem có món nào thì bác Hùng alo cho Hà Phong. Đây là một con gùa, đấy, đây là một con gùa men hoa bưởi, quá đẹp luôn, tình trạng là
anh nhá, chỉ có bị sắc men thôi, sắc men khoảng 30% men, nhưng mà men trong thì còn nguyên, men trong thì còn nguyên khoảng 80% đấy đấy. Con gùa này đấy, bác Hùng này đấy, con gùa này theo Hà Phong là gọi là gùa lê. Men này đấy, đấy con này là con bắt lý này, con này con bắt lý này, lý lâu này đấy. Em chào em bạn, em chào bác Trần Quý nhá. Đấy con bắt lý lâu này. Ê đây Hùng, bác Hùng ơi, đây là đây, hôm mà Hà Phong định chụp cho bác con này này, con Âu này, con Âu này lành tuyệt đối này, mà men còn xuất sắc, còn nguyên si luôn đấy. Con gùa cuối cuối trần đầu lê bác Hùng nhá, là cái men là nguyên men trần này đấy, còn nguyên men trần nhá bác Hùng nhá. Con này là men đạt khoảng 97-98%, 97-98% men mà lành tuyệt đối luôn. Chôn này, lòng này là ám họa, là lòng cũng có ám họa nhưng mà nó có 500 cây, 500 cây mà chu viên chuẩn đều. Con này mà có bác Hùng mà có tiền thì lấy con này, thì Hà Phong tu di con này rất là cao, mà Hà Phong thích con này lắm, thích con này lắm. Đợt trước anh ấy đã cầm về rồi nhưng mà chưa chung kết được. 9.5 cao 9.5, con gùa cao 9.5 mà miệng 14 cm này, tròn tít, đẹp chưa, con gùa đẹp đấy, đẹp không ạ? Đấy con này nếu mà bác Hùng mà lấy con này thì Hà Phong lấy bỏ anh ấy để cho gã gốc cho bác Hùng chơi nhá. Đấy thì tầm quá hơn 3 triệu thôi đấy. Đấy đẹp không ạ, đẹp không ạ? Em chào bác Tín Nguyễn nhá, lành tuyệt đối luôn, lành tít tắp. Một món đồ 400 năm rồi nó đẹp như này thì lấy bác Hùng lấy thì lấy bác Hùng bao ship cho bác Hùng, lấy bác Hùng 3.3 triệu thôi. Quay là mua hộ bác Hùng, chỗ anh em mua hộ nhau đấy. Đấy con này nhá, con này đúng 3.3 triệu thì chơi bằng một cái đĩa thôi, nhưng mà con này nó đẳng cấp hơn cái đĩa. Bác Hùng ơi, Hà Phong nói là ở đây ý, là bác ấy đã bán 3.150.000 rồi bác Hùng ạ. 3.2 triệu bác ấy bớt cho 150 thôi. Còn đây là Hà Phong 3.3 triệu là Hà Phong hộ bác Hùng thôi nhá, chứ không phải là ấy, hộ nhau thôi. Và hộ nhau thôi Hùng ạ, bác Hùng ạ. Đấy chỗ bác thì em hộ bác cái món này thôi, tại vì đã hứa với bác rồi. Đây bác nhìn này, men còn nguyên si này, con này cố vào đấy bác Hùng ạ. Men trần nhá, men trần chứ không phải là đẹp lắm, con gùa đẹp lắm, đẹp lắm ạ, đẹp mà nó lành toàn diện luôn, men còn 99%, 98-99% này, tự nhiên này, từ tí chôn cốt không một tí vẩy nào, con này quá đẹp luôn, con này không lấy thì đúng là phí đấy, con này thì đẹp rồi, quá đẹp luôn này, cái dáng nó đẹp, con này mà để đúng là trưng trong tủ trên, để nó trên một cái an thì nó đẹp như này, đẹp.